Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 1 năm 2020. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hiệu quả cho giới khởi nghiệp, mô hình The QX Data Portfolio kết hợp các lợi thế của các dự án danh mục đầu tư chất lượng, các nhóm hoạt động chuyên nghiệp, hệ điều hành thân thiện, văn minh, minh bạch và lợi nhuận cao lần đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam. Giải pháp hệ thống lượng tử về danh mục đầu tư hệ sinh thái Quantum X là một hệ thống khởi nghiệp với cốt lõi là nguồn vốn đầu tư mạo hiểm được xây dựng trên hai mô hình tạo doanh thu chính là QX Data Portfolio và QX Quantum Community. Trong đó, QX Data Portfolio và QX Quantum Community được lãnh đạo bởi một nhóm đầu tư kiểm soát rủi ro và công nghệ hoạt động hiệu quả. Tập đoàn Winvest Global trong thời gian tới sẽ thành lập công ty phát triển hệ thống lượng tử về danh mục đầu tư hệ sinh thái Quantum X tại Thành phố Hồ Chí Minh xinh đẹp. Sắp tới, một dự án lớn sẽ được ra mắt tại Việt Nam vào khoảng tháng 4, tháng 5 năm 2020. The QX Data Portfolio là danh mục đầu tư tài sản liên quan đến nhiều dự án đầu tư, bao gồm vòng gọi vốn thiên thần, đầu tư cộng đồng, chứng khoán STO, thương mại điện tử, bất động sản. Mục tiêu chính của nền tảng Quantum là xây dựng một cộng đồng khởi nghiệp và phát triển các quỹ đầu tư mạo hiểm để thúc đẩy danh mục đầu tư QX Portfolio.